ơi, bà cần gì? Ê, hết buồn chưa? Hết rồi. Còn ba? Cũng hết rồi. Thì thỉnh thoảng góc chơi cho vui mà. Bây giờ muốn buồn cũng không có thời gian đâu mà buồn. Buồn cái chuyện gì hả? Hôm nay ba tôi chính thức chạy xe ôm rồi. Có người thân tình cho ba tôi mượn cái xe để hành nghề. Tôi chỉ thấy tội cho ba tôi là hồi giờ không có quen làm việc nào. Má tôi cũng đòi đi làm nữa. Chỉ có tôi là đồ vô dụng thôi, không có giúp được gì cho ba má hết. Ba bà có chuyên môn mà, tại sao lại phải? Cũng xin việc nhiều rồi nhưng mà người ta không có nhận. Hồ sơ có tiền dớt mà. Vô lý thiệt á. Không có vô lý đâu, người ta có cái lý của người ta hết. Chị đã lớn tuổi rồi, lại không có bằng cấp, cũng như không có kinh nghiệm làm việc gì. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể bố trí chị làm mấy công việc đơn giản thôi. Hay chị nhận giúp việc gia đình theo giờ có được không? Dạ, cho con hỏi. Con chào cô ạ. Con là... Dạ, con là bạn của Miên. Có Miên ở nhà không cô? À, nó ra ngoài chợ mua ít đồ. Cô vô nhà chơi đi. Dạ. Con đem cho bạn Miên mượn mấy quyển sách mà hôm bữa con có hứa rồi. Cảm ơn con. Bộ, trong nhà mình có ai tính xin việc làm hả cô? Là cô chứ ai. Cô tính đi làm. Mà Con cô nước tính xin đi, làm việc rồi gì? chợ Miên. Bộ tính mà được sao con? Với lại cô cũng đâu có nghề nghiệp gì ngoài mấy chuyện lặt vặt ở trong nhà. Con thấy bây giờ người ta hay làm giúp việc nhà theo giờ lắm á cô. Cô cũng đang tính. Kệ, làm việc gì cũng là làm mà, phải không con? Cô đã nhận ở đâu chưa? Chưa. Hay là cô qua làm ở nhà con đi. Nhà con cũng đang cần người, mà ba má con thì cứ đi hoài à, không ai lo cơm nước hết. Cô đi làm ở ngoài á, không quen việc, quen người. Làm ở nhà con á, thì kể như người trong nhà rồi. Liệu ba má con có đồng ý không? Dạ, đồng ý chứ. Ba má con á, cũng đang đăng tin tìm người ở trung tâm môi giới mà. Nhưng mà có chuyện này. Chuyện gì hả cô? Con đừng có nói cho con Miên biết chuyện này nghe không? Cô muốn giấu Miên à? Chắc chắn là con Miên nó không muốn cô làm ở nhà cháu đâu. Sao vậy? Con thấy chuyện đó đâu có gì là xấu đâu. Nếu cô muốn như vậy á, con sẽ không có nói đâu. Ủa? Má về rồi hả má? Má cũng mới về tới. Má có tìm được việc làm không má? Cũng may là sáng nay má tới trung tâm giới thiệu việc làm, tình cờ mới gặp lại cô bạn cũ. Cổ cần người để chăm sóc cửa hàng đó con. Thiệt hả má? Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, ông trời cũng còn thương mình con à. Vậy thì tốt quá. Con chỉ sợ má làm những công việc nặng nhọc rồi ảnh hưởng tới sức khỏe của má thôi. Buổi trưa mình ăn tạm như vậy thôi con ha. Chiều ba về mình nấu ăn đàng hoàng hơn. Dạ. Wow, đồ ăn nhiều như vậy, làm sao tôi với bạn hết được? Sau này á, Phượng ăn một mình có buồn á, thì gọi Thái qua ăn chung nha. Thái lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ Phượng hết trơn á. Thích thì ghé qua ăn, có gì đâu. Nói vậy thôi, chứ có ba má Phượng ở nhà, Thái ngại lắm. Có bao giờ ông bà ăn chung đâu mà ngại. Sao Phượng nói ba mẹ Phượng kỳ quá vậy? Bây giờ ông muốn ăn hết hay là đi về liền? Hôm nay bày đặt vậy đời tôi nữa hả? Thôi để Thái ăn hết.
Chứ đang ăn mà bỏ lỡ như vậy bất lịch sự lắm. À, mà từ này về sau nha, Thái cấm Phượng nghỉ học nữa đó, nghe chưa? Sắp thi đại học rồi mà cứ nghỉ học hoài à. Sau này thi đại học, Thái đậu, còn Phượng bị rớt thì buồn lắm á. Có gì đâu mà buồn. Chắc chắn là buồn luôn. Mà không những buồn nha, mà còn bị quê nữa đó. Bộ Phượng không thấy mấy cái vụ thi rớt đại học rồi người ta tự tử hả? Chuyện con nít, ông tưởng là tôi ngu vậy hả? Nói trước bước không qua nha. Khi nào mà Phượng lâm vô hoàn cảnh đi, rồi Phượng sẽ biết ha. Ăn đi. Biết rồi. Còn nhờ bác Chào con. Bữa nay có bạn ăn cơm chung, vui ha. dạ À, tụi con có kết quả thi giữa học kỳ chưa? ừ, dạ dạ chưa bác. Bữa nay ba quan tâm hơi bị nhiều á. Sao ba không lên phòng nghỉ đi? Sao con nói vậy? Không sợ bạn cười à? Ừ. Ba không quan tâm chuyện học hành của con, thì còn quan tâm chuyện gì nữa? Nhà mình đã đưa luật ra, ai lo việc của người nấy. Con không làm gì ảnh hưởng đến việc của ba mẹ là được chứ gì? Nhìn gì nhìn? Bộ mặt tôi dính nhiều lọ nghè lắm hả? Sao Phượng nói chuyện với người lớn gì mà kỳ quá vậy? Dù sao ba mẹ cũng là đấng sinh thành của Đã Phượng. nói là không được dạy đời tôi nữa mà. Nhưng mà tôi không thể nào không nói được hết trơn á. Phượng phạm sai lầm lớn lắm, Phượng có biết không? Lúc nào Phượng cũng như con nhím xù lông lên hết trơn á. Thôi đi, ông biết chuyện gì mà xí vô. Ngay cả chuyện con nhím có lông á, ông cũng nói được. Tôi nể ông luôn á. Thì thấy ngu đi. Nhưng mà ít ra Thái còn biết quan tâm ba má Thái. Thôi, không tranh luận chuyện này nữa. Thái nói cho Phượng biết nha. Phượng có biết Phượng là thần tượng của Thái không vậy? Nhưng mà có ngày thần tượng nó sẽ bị sụp đổ. Em chào thầy. Em đang ở nhà hay đi đâu đó? Dạ, em ở nhà. Chứ có biết đi đâu đâu mà đi hả thầy? Vậy thì tốt rồi. Thầy chỉ lo em lại đi phá phách, vừa ảnh hưởng tới người khác, vừa có hại cho bản thân mình. Em biết rồi thầy. Thầy biết là em không được thoải mái. Nhưng Phượng à, mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Điều quan trọng là được chia sẻ. Em đừng khắt khe quá với ba mẹ. Thầy không khuyên em phải làm cái gì hết. Mọi quyết định là ở em. Có điều, thầy mong em trước khi làm chuyện gì, hãy suy nghĩ chín chắn để đừng ân hận về sau. Thưa thầy em hiểu. Vậy thôi, thầy nhắc em, mai có kiểm tra 15 phút môn văn. Em phải học thì mới có kết quả tốt. Nhớ lời thầy nghe. Dạ. Thầy Sơn hả? Ờ. Được thầy quan tâm, sướng quá ha. Yeah. Nhưng mà thầy nói với bà cái gì mà tự nhiên bà nữ tính hẳn ra vậy? Phượng ơi, hãy đến cửa Trời ơi, cách nè. Chuyện gì vậy? Phượng mở ra coi đi. Mời bà chấp nhận hai con. Theo trước nha, bắt chôn. Thái. Hôm nay chơi phong cách mới đó nha. Cô vẫn thì sao? Tình hình được cải thiện chưa? Vậy thôi. Vui buồn là chuyện của thời tiết mà. Tránh ra coi. Mày làm gì kìa? Bà làm gì làm gì? Bộ không thấy hả? Làm vệ sĩ nè, được không? Bodyguard hả? Lúc mình được cười. Thằng hề, nhìn lại mình xem. Cười thì như con nhái mén. Mày đặt. Con thì sao? Người thì to xác, mà não thì nhỏ nhỏ như con kiến vậy đó. Chỉ giỏi lấy thịt đè người thôi à. Thôi, Sao? thôi, cho tôi xin can hai ông đi. Hai ông lúc nào cũng giống như là trâu trắng với lại trâu đen vậy đó. Đó, vậy bây giờ Phượng nói đi. Phượng chọn một thằng người thì to xác, nhưng mà não thì như trái nho. Hay là chọn một người ngờ ngờ như là Thái? Mày... Ê, Phượng chọn cái hai luôn được không? Hả? Thì từ nay Phượng cho hai ông cơ hội mà đưa rước Phượng luôn phiên nhau, chịu không? Còn lâu.
đời nào tôi lại chịu đứng chung hàng với lại cái thằng đó hả? Đầu thì to mà đít thì teo. Cái thằng mày chạy thì kệ không? Cũng chỉ đều thiệt không? Hôm nào ta dành cho thầy một buổi được không? Dạ, riêng thầy thì em ưu tiên số 1 ạ. Thôi được rồi, về chỗ ngồi học đi. Dạ. Các em tập trung để thầy thông báo một tin quan trọng nè. Ủa, tin gì vậy thầy? Lớp chúng ta chỉ đoạt giải khuyến khích đồng ca toàn trường thôi. Còn nữa, xếp hạng hạnh kiểm tụt xuống một bậc, chỉ có hạng 3 toàn trường. Trời ơi, bao giờ đi, không thôi là kiểm tra 15 phút á. À, thưa thầy, thầy báo toàn tin buồn không à, có tin gì vui không thầy? Tin vui phải có chứ, thầy đã quyết định đưa cả lớp chúng ta đi picnic. Chắc là tin vui nhất trong năm luôn đó thầy. Đề nghị mọi người vỗ tay lần nữa đi. Thưa thầy, vậy tụi em phải chuẩn bị những gì hả thầy? À, đây chỉ là dự định thôi. Nếu như mà các em có kết quả học tập giữa kỳ tốt, còn bây giờ làm bài kiểm tra 15 phút. Không lâu giờ tưởng thầy quên rồi chứ. Và điều kiện thứ hai là không ai bị điểm dưới trung bình trong buổi kiểm tra ngày hôm nay. Nghe rõ chưa? Dạ. Mất công thầy. Mất công bao giờ? Các em chỉ thầy bài vô đi. Phải ráng làm tốt thì mới được đi chơi đó. Đương nhiên rồi. Viết bài mà mệt quá. Phương nè, cuối buổi gặp thầy một chút nghe. Dạ. Hôm nay em làm bài thế nào? Thầy thấy em cứ cắn viết từ đầu buổi tới cuối buổi. Tội nghiệp cho cây viết, không biết nó có tội tình gì nữa. Thầy thấy em có năng khiếu về môn văn đó. Nhiều khi đọc bài của em, thầy còn phải giật mình. Em có cái nhìn riêng, sắc sảo, nhìn vấn đề ở mọi góc độ, mà không phải ai cũng nhìn thấy đâu. Thầy đừng có tâng bốc em quá, em tụt thọ đó thầy. Nhưng đó chỉ là năng khiếu, cần phải có kiến thức. Nhưng mà để có kiến thức chỉ có cách là học. Ngoài việc phải học ở trường ra, em về nhà còn phải đọc sách. Nhưng mà em chỉ học khi cảm thấy có hứng thú thôi à. Như vậy thì có hiệu quả hơn là cố gắng gò ép mình. Nhưng làm sao để em có hứng thú? Em cũng không biết nữa thầy. Vậy thầy với em cùng tìm hiểu xem hứng thú của em là gì nha. Thật sự hứng thú cũng là thứ mà chúng ta phải cố gắng mới có được. Theo như kinh nghiệm của thầy, đôi khi có những chuyện càng khó khăn, càng bất lợi thì ta càng thấy hứng thú. Cũng giống như gì, em không thích quan sát, không cố gắng tìm hiểu thì em không thể nào thấy hết được cái đẹp. Nhưng càng nhìn á thì chỉ càng thấy cái xấu thôi thì sao hả thầy? Em lại bi quan rồi. Nhưng kể cả như vậy cũng rất có ích. Em không phải hối tiếc bởi vì em đã làm hết sức mình rồi. Chuyện của gia đình em có tốt hơn không? Thầy biết. Thầy không biết gì hết. Nhưng qua thái độ của em, thầy đoán là gia đình em có chuyện gì đó bất ổn. Nhưng mà gia đình nào cũng có chuyện. Không chuyện này thì chuyện khác, chẳng tránh được đâu. Nhưng quan trọng là phải vượt qua. Chứ buông thả như vậy thì dễ lắm. Nhưng cứ nghĩ đến ba mẹ em là em lại chán nản, chẳng muốn làm gì hết á. Nhưng mà ba má của em cũng buồn lắm chứ. Nếu như mà em chán học, sống buông thả như vậy thì em còn làm cho ba má của em buồn nhiều hơn nữa. Nhưng sao họ không nghĩ đến việc á là phải làm em vui? Không ai muốn như vậy cả. Lớn lên rồi em sẽ hiểu, tình yêu là cái gì đó rất khó định đoạt được. Thầy cũng đã từng trải qua lứa tuổi như em, những cảm xúc như em. Bây giờ thầy mới hiểu rằng không phải cái gì mình muốn là đều được cả. Nghe thầy đi,
em không thể quyết định giùm ba mẹ em được. Chuyện duy nhất lúc này mà em có thể làm tốt cho em và cho mọi người, đó là em phải cố gắng sống cho thật tốt. Biết đâu ba má nhìn thấy sự chân thành của em mà suy nghĩ lại thì sao? Ê, cha mượn mấy cuốn vở với bài trên lớp cái coi. Bộ lạ lắm hả? Sao không lạ? Tự nhiên mà thay đổi 180 luôn à. Ờ, suy nghĩ lại á mới thấy mình dại. Từ giờ trở đi á, cuộc đời của tôi sẽ do tôi quyết định. Tôi phải biết trân trọng nó chứ. Ngạc nhiên quá à nha. Và thầy Sơn đó. Ủa, thầy làm cái gì mà giúp cho bà tỉnh ngộ nhanh quá vậy? Ờ, từ trước tới giờ tôi cứ tưởng đâu á là thầy máy móc, sách vở. Bây giờ mới phát hiện là thầy nhiều điểm thú vị lắm đó. Không đạo mạo, không giả dối, mà còn chân tình nữa đó. Thầy không có nhìn tôi hằn học giống như là cô Loan. Nhìn bà lạ lắm mà nghe. Giống như là đang tương tư vậy đó. Bà điên hả? Tương tư cái gì? Ê, đang làm gì vậy? Có cần tôi giúp không? Thôi, tôi đang dọn nhà. Giúp được một tay thì tôi đội ơn đó. Dạo này má tôi có công việc rồi nên bận lắm, nên tôi phải phụ má dọn dẹp nhà. Ủa, mẹ bà cũng đi làm nữa hả? Nhà bà Hà đẹp quá. Trời ơi, nhà đẹp quá à. Ủa, mấy bạn đến nhà tôi có gì không? Trời ơi, tụi tôi biết thầy Sơn chỉ tin lời có mình bà thôi, nên kéo cả đám tới đây làm áp lực, bắt bà tác động tới thầy Sơn. Ừ, xúc tiến vụ đi business sớm sớm đi. Đúng rồi đó. Trời ơi, công nhận bà này sướng quá ha. Nhà cao cửa rộng cái gì cũng có hết á. Đi. Trời ơi, đẹp quá hả? Trời ơi, có đẹp quá hô luôn kìa. Đã quá hả? Ê mấy người, tôi ngồi bên đàn có giống thiếu nữ trong tranh không? Giống. Nhưng mà giống tranh biếm họa thì có. Im chưa? Wow, đẹp quá hả? Trời ơi. Ê, ê, đôi giày này đẹp ghê á. Sao bà không mang? Ừ, ba tôi mua đó. Nhưng mà không hợp style lắm. Vậy nên để mà. Hoài, chưa có mang. Nghe giọng chảnh chưa? Tôi nói thiệt. Ê, mà đi. Các con uống nước đi. Hả? Ủa, bác là má Miên phải không? Ừ. Ờ, sao bác lại ở đây? Ờ, bác lên lầu đi, để đó con. Sao kỳ vậy? Ờ, sao kỳ vậy? Trời ơi, có gì đâu mà không hiểu. Thì má bà Miên làm ô sin cho nhà bà Hà Trai. Phải không? Có phải vậy không? Thì sao? Ờ. Ê, nhưng sao má Miên lại làm ở đây? Ờ. Làm từ khi nào? Sao mình không biết vậy ta? Ờ. Ai biết đâu? Ai cũng có công việc của mình. Mấy bạn hỏi làm gì? Thì thấy lạ anh ta hỏi. Nè, bà giải thích đi chứ. Nè. Nè, má Miên cần việc, nhà tôi cần người, hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Có vậy thôi đó, mà mấy bạn cũng thắc mắc nữa. Đúng là cao thủ nha. Là sao? Bà Hà này bà thâm lắm á. Phen này hả, bà Miên thua bảo một keo đau đớn luôn. Đúng rồi á. Làm gì mấy người nhìn tôi dữ vậy? Nhìn gì kính nể. Bái phục bà luôn. Chuyện này mà lộ ra hả, bà Miên thù bà tận xương tủy luôn. Nè nè, chuyện này mấy người không được nói ở lớp nghe chưa? Tại sao? Tại sao? Vì má Miên không muốn cho Miên biết. Quang này xin thử nha. Nói này bao nhiêu vậy chị? 25 hả? Còn cái này bao nhiêu hả chị? 6.000. 20. Chị cho em 5 gói nha chị. Để chị chút. À, lấy cho em bịch muối nữa. Đưa đây, tôi cầm cho. Mua đồ rẻ tiết kiệm được nhiều tiền ghê á. Nhưng mà tiền nào của đó. Đồ rẻ thì chất lượng kém hơn nhiều. Nè em ơi, cho em trả tiền chị. Dạ em cảm ơn. Bây giờ chịu khổ, mai mốt được sướng. Mai mốt tôi có nhiều tiền á, sẽ xài toàn đồ xịn cho bà coi. Cái bà này lại áp dụng phương pháp thắng lợi tinh thần rồi đó. Cái này bao nhiêu vậy chị? 150. 150 hả? Số ngò mà. Bà mua chi vậy? Ba cũng như miệng khoái cột xuống cổ. Cậu biết cái nồi cơm điện ở trên đầu á, nặng lắm. Suốt ngày đi ngoài đường, có khi bệnh càng ngày càng nặng hơn. Vậy thì bà mua đi,
Tôi có đem theo tiền ở đây nè. Để thôi. Để anh khác cũng được. Bạn bè mà bạn không, đúng không? Chính vì bạn bè cho nên tôi mới không làm như vậy đó. Bà đừng có buồn. Chị ơi, đi xe không chị? Ờ, hả? Từ đây về cầu Thiện Nghè bao nhiêu? 20 ngàn đi chị. Mời chị lên. Mày ở đâu vậy mày? Ở đâu tới đây mà chạy vậy mày? Không, không đi đâu. Ờ, thì tôi chạy xe ôm đây thôi chứ có đụng chạm gì mấy anh đâu mà. Chạy xe ôm đi chỗ khác mà chạy. Chỗ này của tụi tao. Đạt có chuyện nhảm nhí vậy, tôi chạy xe ôm có gì sai đâu mấy anh, đừng nghĩ thế hiếp người nha. Muốn làm ăn ở đây phải biết điều. Phải có cái này. Tôi không hiểu. Mày không hiểu tôi dạy cho mày hiểu. Mày cho mày. Ấy cho mày. Nhớ bọn con nha mày. Má. Đồ ăn nè, chú con đem hâm nóng lên nha. Ở đâu ra vậy má? Của công ty bồi dưỡng cho nhân viên. Phần má, má đem về. Đi làm mệt lắm không má? Có cực không? Ôi, có cực nhọc gì đâu. Ngồi suốt từ sáng sớm tới chiều tối. Khi nào có khách á, thì bán hàng. Tới giờ ăn á, thì họ đem đồ ăn cho. Thời gian rảnh rỗi thì nhiều mà không biết làm gì hết trơn à. Mọi việc ở nhà con làm hết. Năm nay là năm cuối mà để con cứ phải bận biểu lo ba cái chuyện nhà cửa như vậy, thiệt tình má. Có gì đâu má, người ta làm được, chẳng lẽ con gái của má không làm được, phải không nè? Ba con về đó. Ba. Trời ơi, anh bị sao vậy? Ba ơi đau không ba? Sao vậy ba? Ba chạy không cẩn thận nên dấp ổ gà té vậy thôi. Để yên coi. Đau lắm hả? Không sao. Thiệt khổ. Hết cái xu này tới cái xu khác. Mọi người, lại đây có tin nóng hỏi nè. Chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy luôn đó. Mẹ của bảo bưng nước ra cho tụi này uống chứ còn ai nữa. Ừ, thì phá sản, không có tiền, phải đi nạp oxy thôi. Trớ trêu là ở chỗ đó đó. Làm ở đâu không chịu làm. Làm việc ngay trong nhà của bà Hà Trai luôn. Thì công nhận, hơi bị khó coi. Má có tuổi hả? Mà bị vậy? Sao tôi cứu được? Sao vậy? Tự nhiên mọi người nhìn tôi như là người ngoài hành tinh vậy. Đám ngoại đang nói á là má của Miên đang làm giúp việc cho nhà Hà Chay đúng không? Cái gì? Ăn nói gì kỳ cục vậy? Thì tôi nghe tụi nó nói vậy thôi chứ đời nào tôi tin mấy đứa bà Tám này. Ê, nói ai bà Tám hả? Tụi này tay nghe mắt thấy đàng hoàng mới nói nha. Không tin hỏi bà Hà Chay coi, mẹ của bà nè. Bị bà Hà Chay sai đi dọn phòng cho mẹ của bà luôn á. Không tin hỏi thử đi. Người ta đã không muốn nói thì thôi. Mấy ông xía vô làm gì? Bây giờ người ta nói cho bẻ mặt luôn đó. Không muốn nói, vậy mà từ sáng tới giờ rỉ hết tay người này đến tay người khác là sao? Ê, ai biểu nghe lén, đồ tập mạch. Tôi mà thèm nghe lén hả? Bà la lớn cho cả thế giới này biết hết luôn á. Hà Chay, mấy bạn này nhiều chuyện quá à. Mình đã dặn á, là giữ kín chuyện này mà. Tôi có nói gì đâu. Thôi, mấy người im hết đi. Đi làm giúp việc á, có gì đâu mà xấu chứ. Mình lao động chân chính á, để kiếm đồng tiền. Chứ có con trộm ăn cắp gì có ai đâu. Chỉ có mấy người á, tâm địa xấu xa mới đi soi mói chuyện người khác như vậy á. Ai tâm địa xấu xa? Làm như mình giỏi lắm vậy. Xấu xa cỡ nào, cỡ đi tù là cùng chứ gì. Bạn im đi. Miên, mình xin lỗi nha. Thấy má Miên cần gì cơ, mình chỉ có ý giúp thôi. Không nghĩ đến chuyện này làm cho Miên buồn như vậy. Miên. Thôi cái trò làm bộ làm tịch đó đi. Miên cũng không biết nữa. Nhưng mà Miên thấy ghét Hà Chay lắm. Chắc là Hà Chay không có ý gì đâu. Miên biết là Hà không sai. Cái gì Hà cũng đúng hết đó. Nhưng mà ở nó lúc nào cũng có sự tính toán hơn thua một cách lạnh lùng. Nhưng mà là oxy đó, có gì đâu mà xấu chứ. Nhưng mà Phan không phải là Miên. Không ở trong hoàn cảnh của Miên thì làm sao mà Phan hiểu được chứ.
anh ăn sáng đi. Trời ơi, thịt heo quay sao sang quá vậy? Của người ta cho đó, em có mua đâu. Đem về vậy hoài phiền người ta không? Người ta cho em mới dám đem về. Em cũng biết giữ ý giữ tứ lắm chứ mà. Nghèo đi đôi với hèn, nhưng mà em ráng đừng để ta khinh. Em chỉ lo con Miên nó biết được chắc nó khổ tâm lắm. Anh còn đau không? Thôi không. Vậy thôi em nghỉ một bữa đi, chứ đau về làm sao đi làm được. Không sao mà. Với lại đi làm để được đổi cái nón của con gái mình mới mua cho chứ. Con Miên dạo này nó khá khổ, nó biết lo cho cha mẹ thì lắm. Tuổi của nó là tuổi ăn vậy mà. Tội nghiệp. Má về rồi hả má? Ngồi riết á, rồi đâm ra đau lưng. Cũng may á, là nhờ vào công ty ăn nên làm ra. Không chừng tới cuối tháng này á, má còn được thưởng nữa. Còn sao vậy Miên? Dạ không. Chắc tại mấy củ hành. Má rửa tay rồi xuống ăn cơm đi má. Lâu rồi má cứ ru rú ở trong nhà, không biết chuyện gì bên ngoài hết á. Giờ đi làm thấy cũng có nhiều cái hay. Chắc là ba con gọi đó, để má nghe cho. Alo, dạ con chào cô, con là Hà đây. Cô ơi, cô cho con xin lỗi nha. Con không có cố ý nói cho bạn Miên biết về chuyện cô làm ở nhà con. Nhưng tại tụi bạn nó nhiều chuyện, nó cứ nói ra nó vô hoài à. Miên nó biết hết rồi hả cháu? Ủa? Miên không có nói gì với cô sao? Không. Thôi được rồi, bác biết rồi. Dạ, con chào cô. Con biết hết rồi hả? Sao chuyện quan trọng như vậy mà má không nói chứ con biết. Má xin lỗi. Tại má sợ con mắc cỡ với bạn bè. Giờ chuyện cũng đã rồi, con cũng đừng nên suy nghĩ nhiều mà đâm ra khổ tâm nghe con. Nhưng mà sao má không đi làm chỗ khác? Xin việc khó lắm con à. Với lại má cũng đâu biết làm gì ngoài việc nội trợ đâu con. Con biết là má cũng rất là khổ tâm. Hay là má tạm thời nghỉ làm ở chỗ đó được không má? Không dễ gì tìm được một công việc đâu con. Trước mắt cứ tạm thời như vậy đi đã. Má không muốn dồn hết mọi gánh nặng lên vai ba con. Thôi, ông hứa là ông dẫn tôi đi ăn, mà không giữ lời hứa là tôi giận ông luôn á. Trời ơi, chuyện đó là chuyện nhỏ. Thái cũng có tâm hồn ăn uống chứ bộ. Nhưng mà phải đợi hậu phương của Thái tiếp diện, chứ bây giờ tiền phương của Thái đang bị diêm bằng túi. Tôi không thèm nữa. Phương, Thái. Hai đứa vô đây đi. Dạ em cho thầy, em cho cô. Hôm nay không đi học sao mà đi chơi vậy? Dạ, bọn em đi học cũng phải có lúc giải lao chứ thầy. Giống như là thầy với lại cô nè. Bữa nay em sao rồi? Em có bị mọi người làm phiền nữa không? Dạ. Cô nói về bài văn của em đó. Cô thấy mọi người rất quan tâm. Hai đứa uống gì đi. Dạ em muốn cà phê đen. Còn Phượng uống nước cam nha. Cà phê không tốt cho con gái đâu. Wow, dạ. Thầy tâm lý thiệt đó. Đúng không Phượng? Dạ.
Năm nay cuối cấp rồi, cô hy vọng các em sẽ tập trung vô việc học. Dạ, Phượng học thông minh lắm đó cô. Chỉ cần Phượng tăng tốc lên một xíu thôi là vượt qua mặt mấy người khác liền à. Ấy dạ. Riêng cái chuyện yêu đương á thì thầy với cô không có cấm, nhưng mà phải hạn chế thôi à nha. Cũng đúng luôn cô. Phượng chỉ cần yêu một mình em thôi là đủ rồi, cần gì phải yêu thêm thằng Quỳnh Anh chứ. Phượng, đợi Thái với. Phượng, đợi Thái với. Sao hôm nay tự nhiên bà thay đổi, tính tình kỳ quá vậy? Từ giờ ông cũng đừng có lèo mép cho tôi cái. Chưa kịp nói gì hết trơn, ông nhảy vô học tôi ngồi rồi nè. Thái biết rồi. Biết rồi là sao? Bà cũng đừng tò theo tôi như vậy nữa. Ê, không được nha. Bà đã hứa là để tôi làm nhạc sĩ cho bà mà. Tôi hả? Dứt khoát vui xuân không quên nhiệm vụ. Bực mình đúng quá. Sao hôm nay bà hiền diệu bất tử vậy? Thường thường bà đốt chát lắm mà. Hiền diệu ghê ha. Tự nhiên lại hiền diệu bất tử. Đâu để Thái coi. Ông làm gì vậy? Thái định coi tim Phượng còn đập không á. Cái ông chết với tôi bây giờ. Mà Phượng, bà chưa nói cho tôi biết lý do tại sao hôm nay bà thay đổi như vậy mà. Nói đi Phượng, đừng có bịt tai mà, năn nỉ đó, nói đi. Phượng. Trời. Đừng đánh Thái mà, biết rồi, nói tôi đi mà. Tôi đang chết đó. Năn nỉ đó, nói đi mà. Ông. Nha, nói đi Phượng. Bà này nói đi. Trời. Lại suy nghĩ lung tung gì trời, bệnh hoạn quá đi. Tự nhiên cái lời không đi, mình yêu thầy ta tầm sạp, chắc là không phải vậy đâu. Mình có chuyện thích thầy hoài à? Cái này người ta gọi là hiện tượng say nắng. Đúng rồi, chắc chắn là mình bị say nắng rồi. Nhưng mà mình không thể nào có tình cảm thế này được hết á. Ngột trò quỷ. Mau lấy sách học bài đi. Khoái kem như phải khoái học nữa. Năm nay đã là năm cuối cấp rồi, quyết tâm học hành thì phải giống như là đá tảng, chứ không phải là đá trong tủ lạnh đâu. Dạ. Càng khó khăn thì mình càng phải quyết tâm, chứ gặp khó khăn mà buông xuôi thì không phải là Miên là Phượng của 12A1 nữa. Dạ. Dạ. Trời ơi, với đây mà hết kem rồi, các em có muốn ăn thêm nữa không? Dạ muốn thầy. Dạ thôi thầy, nhưng mà lần này thì để cho tụi em bao thầy nha. Tiền đâu mà bao, lấy tiền của thầy nè. Thôi, thầy không biết á, em là đại gia tiền lẻ thầy. Đầu óc lại lan man nữa rồi. Mày có bị điên không vậy hả Phượng? Không được, mình phải đi ra ngoài mới được. Thái. We'll be right back.
Thầy thấy em có năng khiếu về môn văn đó. Nhiều khi đọc bài của em, thầy còn phải giật mình. Em có cái nhìn riêng, sắc sảo, nhìn vấn đề ở mọi góc độ, mà không phải ai cũng nhìn thấy đâu. Thầy đừng cứ tâng bốc em quá, em tổn thọ đó thầy. Nhưng đó chỉ là năng khiếu, cần phải có kiến thức. Nhưng mà để có kiến thức chỉ có cách là học. Thầy phải học giỏi Phương à. Chỉ có học giỏi thì thầy mới chú ý đến mày thôi. Học vốn thì ai mà thương chứ. Thầy nói mình có năng khiếu môn văn, mình sẽ cố học. Ê, bữa nay nói đợi tôi, sao bỏ về trước hả? Tôi bận. Tỏ thái độ gì đây? Ai mới là người có quyền giận hả? Vậy bữa đó Phương bỏ đi đâu? Thì đi gặp người quen. Người quen nào? Người quen hỏi làm gì? Bộ ông tính làm bảo mẫu cho tôi hả? Mà cũng được. Ông Thái thì làm vệ sĩ, còn ông á thì làm bảo mẫu, thì còn cái gì bằng? Tôi không phải con nít. Thôi đi, bộ mặt ông cứ một đống á là tôi đi về á. Ê, cuối tuần mày đi vũ trường nha, ở đó vui lắm á. Ủa, tới đó hồi nào? Nhiều lần. Mình không ủng hộ chuyện đi vũ trường đâu, ở đó chẳng có gì hay ho cả, toàn là tầm bậy tầm bạ không à. Ê, ông chửi tôi hả? Không phải, mình không có ý đó, chỉ tại mình lo cho Phượng thôi. Mấy chỗ đó phức tạp lắm, không hút kích á thì cũng là ca de, tới cho biết thì được. Ông đó thì biết gì về mấy chỗ đó? Sao lại không biết? Sách báo người ta nói rầm rầm kia kìa. Ông đúng là ấu trĩ mà, làm người mà không có chính kiến vậy đó. Đâu chứ tiếp phải có chính kiến gì đâu. Ở đời á phải biết tiếp thu những ý kiến xung quanh. Thầy không bao giờ nói với ông đâu. Thầy nào? Con đâu có nghĩ cho con đâu má. Mặc dù con cũng buồn chút xíu, nhưng mà con chỉ lo là má đi làm cực khổ thôi. Đúng là ở đời không ai học được chữ ngờ. Má không hình dung ra được có ngày gia đình mình phải ra nông nỗi như vậy. Thôi mà má, Phan cũng có nói với con á, là mình làm việc chân chính thì không có việc gì phải xấu hổ hết má. Vậy má vẫn tiếp tục đi làm nghe con. Nhưng nếu như tìm được chỗ nào tốt hơn thì... Má biết rồi. Để má hỏi coi mấy người khác coi họ có việc gì không. Thôi con đi ngủ đi, mai còn phải đi học sớm nữa. Ngủ đi con. Dạ.
Cô ép nước cho con rồi nè, cô uống dạ. Ờ, cô ơi, hôm bữa... Sao con? Bạn bị phản ứng sao hả cô? Con đã dặn mấy đứa bạn trong lớp rồi, mà ai về... Không sao đâu con, đằng nào cũng không thể giấu hoài được. Với lại, Miên nhà cô nó cũng biết chuyện lắm. Cô cảm ơn con nhiều nghe. Dạ, vậy thì con đã áy náy rồi. Từ hôm qua đến giờ, con không giữ lời hứa được, con khó chịu lắm. Sao? Có gì mà không giữ lời? Dạ, con đang khen nước ép của cô Mẫn, làm ngon lắm. Má uống thử coi. Công nhận, chị khéo ghê. Từ ngày có chị, mọi việc trong nhà đâu vô đó, tôi mừng lắm. Dạ, có gì đâu ạ. À? À, nhà mình đã ăn sáng luôn chưa, để tôi nấu à. Thôi khỏi chị, nghe báo quảng cáo rùm beng, có tiệm ăn mới khai trương. Lát nữa tính vợ chồng ra đó ăn thử. Ha, đi ăn rồi ba chở tới trường luôn nghe con. Thôi khỏi đi, con uống một cốc nước là thấy đủ chất dinh dưỡng rồi, con đi học luôn. Vậy con không muốn ba chở đi học à? Thôi, con không thích đâu. Đi xa hơi, người ta dị nghị kỳ lắm. Con đi học nha. Con nhỏ này, có điều kiện thì cứ đi. Gì đâu mà kỳ. Dạ.